trời ơi trời. Ôi. Ôi. Ôi, anh đừng bước trước em nữa được không anh bắt trước em cái gì đâu rầu thấy mò bắt trước gì trời ơi bây giờ kiếm làm sao ra ba chục triệu để đóng cái tiền hội phí như nhà bách lạc nói em hỏi anh thì anh hỏi ai chứ anh biết gì đâu ủa anh là chồng em em không hỏi anh chứ hỏi ai bây giờ anh sao hay là bây giờ anh vô trường cái anh xin trường ứng trước cái tiền lương trưởng khoa của anh được không Đâu có được Trường của anh là trường đại học Chứ không phải là cái chợ đâu muốn ứng là ứng Với lại bao nhiêu năm trời anh xây dựng hình tượng Gương mẫu vậy á anh vô anh làm là sụp đổ hình tượng Rồi trong trường nó ra nó vào là anh mắc nợ nữa thì sao không Mệt quá à. Hình tượng có ăn được cái gì đâu mà hình tượng Bây giờ em nói anh nghe này Anh tìm cách nào mọi giá 3 ngày anh phải có 30 triệu cho em Không có nói nhiều Em nói hay quá à Em cứ làm với anh là ngân hàng vậy? Muốn muốn là có liền vậy hả? Nè, em Anh cũng suy nghĩ kỹ rồi Hay mình từ bỏ đi Bỏ? Ừ. Trời ơi, sao mà bỏ được Anh là một người tài cao học rộng Trời ơi, như vậy mà đi thua một ông già ôi em nó thiệt nhục như một cái xóm này luôn đó Biết là như vậy Nhưng mà cái chức tổ trưởng này nó cũng chỉ là hư, hư danh thôi mà Thôi thôi, em nói anh nghe nè. Có danh là có lợi. Anh không hiểu. Bác Liêm là coi như là một năm thu phí nhiêu tiền rồi. Mà đã phải nhìn một mình nhà mình. Mà nguyên một khu phố này biết bao nhiêu căn nhà. Anh nhìn kỹ bác Liêm nha. Công nhân viên chức, hoàng như vậy. Mà anh thấy cơ ngơ của bác không? Bự không? Đó, ở đâu ra? Nhưng mà cái tiền quỷ đó thì có liên quan gì lại tới cơ ngơ của bác Liêm? ơi ờ, sao không? Ủa, bây giờ tiền quỷ đó ừ. Anh gom hết tất cả mọi người vô Phải cắt đầu này, xén đầu kia Thì mới ra cơ ngơi nó được chứ À, anh hiểu ý vợ rồi ừ. Tức là vợ muốn anh làm minh bạch rõ cái tiền quỷ này đúng không? Hơi đâu cần minh bạch Ý em nói là người ta ăn được Rồi người ta giàu Hồi tại sao vợ chồng mình không ăn? Một cái chén cơm này là cái chén cơm ngon Mình phải cố gắng dành được cái chén cơm này về cho vợ chồng mình <laughs> Giờ tóm lại không có biết ba ngày kiếm 30 triệu cho em em giao cái nhiệm vụ cho anh đó cái gì không có nói nhiều lo cho em đó nha mơ giờ sao ta ủa không lẽ giờ bán cái xe của ổng mà bán xe của ổng lấy gì ổng đi làm em nghĩ á còn có tức không nó ngày xưa nó cũng nghèo giống như chị vậy đó tự nhiên làm ăn có tiền chút xíu cái lấy được việt kiều cái đi qua bệnh, ở mấy năm về đây làm cái giọng chảnh trẻ giống như là sang trọng quý phái lắm mà chê người này chê người nọ thấy ghét à giận ai ai chọc chị giận trời ơi còn cái ai cái con mà hôm bữa mà chị với em đi ngang đầu đường á nhớ không nó đi nó liếc hai chị em mình nó khuấy hai chị em mình đó nhắc tôi mới nhớ trời ơi quá wow, đi mỹ có mấy năm mày đặt đúng, đúng rồi đó ngựa ngựa ừ. về hả còn chơi chị em mình gì à, ăn nói không có sang trọng à, nhớ không nhớ không nhớ không nhớ không nói chị à. không có thanh lịch chê này chê nọ tức dễ sợ luôn á trời Mười ơi bội không bội hả em nói nghe nè theo em được biết và nghiên cứu đó nha sao là ở bên mỹ á sao em người ta làm mấy cái lớp gì mà dạy người mà có tiền á là trở nên thanh lịch trở nên sang trọng là sao chị chưa hiểu luôn á là bây giờ mấy cái lớp nó dạy cho mình à, sang á sang á có lớp đó luôn hả em ủa mà không biết ở đây có không hả chị trời ơi chị ước gì ở đây cũng có cái lớp đó đó bao nhiêu tiền hả chị cũng đăng ký đi học á ừ. về để bỏ ghét con nhỏ đó em cũng thích mấy cái lớp học kiểu đó đó chị như hai chị em mình nè có quá trời tiền luôn ừ. mà thiếu đi á hả cái phong thái thuận luôn phong, phong thái thượng, thượng lưu luôn. Lớp, lớp học, học quý, quý bà Ây cha, à, chẳng, chẳng phải, phải chỉ là học làm, làm sang thôi sao, <laughs> cơ hội kiếm tiền đây rồi Tự nhiên nghe em nói về chị Ham dễ không sợ luôn, thiệt chứ Để hả, đi ra đầu xóm là mình thôi, mình chảnh chẹ lại đồ chị biết không Em, không. Để em chào hai quá. chị, không biết là hai chị có ý định là muốn tìm hiểu và học à, cái lớp học làm sang không ạ à? Đúng rồi, đúng rồi, mình mới vừa Ủa. nói đó ngon 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 đó chị ngon 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 dạ thôi trời ơi Ủa mà khoan nè là sao cái lớp học làm sang là sao dạ trước khi nói rõ về cái lớp học đó thì em xin giới thiệu sơ về hai vợ chồng em à, hai vợ chồng em là người đứng ra mở cái lớp học làm sang này à, chồng em thì bằng cấp là tiến sĩ còn em thì cũng tốt nghiệp đại học loại ưu với hai bằng với lại hai vợ chồng em cũng có tu nghiệp ở nước ngoài cũng vài năm rồi ôi hãy tu nghiệp nước ngoài dạ thì em tóm lại cho các chị hiểu là cái lớp học này vợ chồng em á muốn giúp cho phụ nữ chúng mình nè mình có thêm kiến thức giúp cho mình được quyến rũ hơn thanh à, lưỡng hơn, hơn quý phái hơn à, sao giống như cái lớp hồi nãy mà em nói quá vậy em chị ơi chị hả? linh quá à chị Ô, cầu rồi gì được ơi, đó, em gì thôi em thấy chưa chị Trời là chị hên lắm cầu đúng đúng được, đó cầu được đúng thấy đó đúng rồi chị vậy chừng nào học cô học phí dạ. bao nhiêu tiền dạ miệng là... nhiêu tiền hả chị dạ à, về phần học phí thì nó cũng không rẻ và nó cũng không có mắc Lại nhiều lại nhiều dạ năm triệu 5 năm triệu À không, nếu như mà triệu mình... triệu thôi hả? Có 5 triệu hả có 5 cô? Triệu à? À, 5 triệu à. chạy 5 triệu. đóng ơi, liền, đóng liền, đóng liền một sức nhanh lên. Thôi sao vậy? Có em nữa phải hai suất. Rồi hai suất, hai suất liền. Hai suất. Đúng 3 rồi. Có, có đem uh, cà thẻ không? Cà liền, cà là dạ. luôn. Cà chị lấy thẻ ra. Dạ hả chị. Cà thì cũng được đó. Nhưng mà em quên không có mang theo máy. Ôi, rồi sao? À, chuyển khoản. Ừ. À, vậy thì quá ok rồi. Chốt đơn. Chị, trời ơi em đi đâu từ sáng tới giờ vậy Chị chờ em về nè mà chị, 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 chị muốn có nói chuyện với em á Em đi đâu Ủa chị chút với chị Dân đi đâu đây Tính rủ em đi shopping đó hả Không có Tụi chị là tính qua đây rủ em tham gia một cái lớp học này rất là hay Vậy học cái gì hả chị thì học làm sang đó em ừ. em nghĩ sang là phải sang từ cốt cách sang từ trong máu sang ra đâu có cần phải học với chị đúng 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 giàu là giàu từ trong máu rồi sang sang cũng từ trong máu đúng là đúng rồi. đó là những người người ta may mắn người ta sinh ra trong nhà giàu em hiểu không còn mình đâu có được nhà giàu đâu là mình phải đi học đúng rồi nè hôm trước em nói với chị á là mẹ của đồng á rất là khó nè rất là cổ hủ nè đúng không mẹ của đồng á chọn con dâu á là phải thanh lịch nè phải cao sang nè phải thanh trọng quý phái đồ này kia mấy cái nết ở đâu ra Trời ơi em phải đi học chứ đâu ra đúng, đúng không đúng rồi ừ. Ừ. mình học cái đó ở đâu với lạc phú sao Học phí là 5 triệu Mà tới 5 buổi lận Vậy uh, Cái lớp học đó Học ở đâu vậy hả chị? Đây 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 Nhà của vợ chồng tiến sĩ cao Chị nghĩ sao mà cái bà đó mà Hai chị đi tin vậy? Trời ơi, em ơi, chưa có học thì làm sao biết được hay không mà tin hay không ừ. Bây giờ em phải đi học mới biết người ta như thế nào Đúng rồi Thôi, tin hay không là chuyện của em nha em có muốn bước chân được vô cái nhà của đồng hay không á là do em đó ừ. thôi tụi chị đi về đây mà em nhớ nha cái lớp này á lúc nào cũng mở vào những cái ngày cuối tuần đó nha ba nhớ đi học với tụi chị chứ <laughs> nhớ nha nhớ cuối tuần nha anh đi học đúng giờ nha nhớ đi học với tụi chị cho vui nha mẹ nhắc, mẹ nhắc cho con, con nhớ nè, nè. Con, con là con, con trai một trong bộ gia đình, đình. Sao này con gánh giác biết bao nhiêu gia sản Mà bao nhiêu năm mà gia đình mình ngày dựng được Con sống phải có trách nhiệm chứ Mẹ ghét nhất Là những cái cô mà não ngăn Lúc nào cũng son phân Rồi đi vụ bao nhiêu con trai nhà giàu Con lấy vợ phải tương xứng với con Vợ của con á Mẹ đã nhắm tới một người rồi Người ta là trăm anh thế phiện Đi du học Môn đăng hộ đối với nhà ta Xin mời Miss Mơ Cha 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 Không ngờ cả nha Hôm nay là vợ anh Quá đẹp Em vợ anh hả? Nè Mà anh dặn nè Chút nữa đó là học viên tới đó Em phải nói chuyện giống như anh rồi nha Bây giờ anh làm mẫu anh, cho em coi nha Rồi anh làm đi Rồi Chào mừng à, quý học viên đã đến với lớp học thanh lịch của chúng tôi để tạo nên một người phụ nữ thanh lịch á thì chúng ta không chỉ có bề ngoài, không chỉ có những bộ đồ đắt tiền, không chỉ có trang sức mà chúng ta còn phải kết hợp với sự thanh lịch, lịch sự, à, thanh tao nữa. À khi mà anh nói tới đó đó lại phải nói theo anh nha. Em nói theo anh hả? Ừ, để tạo nên sự thanh lịch thì sao? Thì các bạn phải không ngừng học tập, rèn luyện mà rèn luyện tại đâu? Tại đâu? Tại lớp học thanh lịch của chúng tôi chứ đâu. Đó. ở đây thì các bạn sẽ được đào tạo những cái thói quen lịch sự nè thói quen thanh tao của những người phụ nữ quý tập thì từ đó thì các bạn mới có được cuộc sống hạnh phúc vui vẻ và sang trọng em nhớ nha em nhớ chứ nhớ hết phải nói vậy đâu anh cũng không có tin lắm đâu em làm lại cho anh coi coi anh ơi cái chuyện này là em đã thuộc trong lòng bàn tay hết trơn rồi thuộc lắm thôi ở cái chuyện mà học lỡn nè bắt chước thôi ơi, chuyên môn của em yên tâm đi thôi anh nói giỡn thôi lần này mà thành công á là vợ chồng mình phất lên luôn đó trời ơi coi như là mình ngư nhiều gặp gió vậy đó chồng ơi trời ơi làm cái gì trời đen chị dữ vậy trời, ơi. trời ơi, em nôn được học quá chị ơi cái con bé này không có biết tính trên nhường dưới gì hết trơn á chị á là chị lớn tuổi hơn em em phải nhường chị đi trước mày là đúng á biết rồi biết rồi bữa sau không có dậy nữa mà ghê sợ à, ta nói cái nhà này nó đẹp quá ha ủa? cô giáo mà khéo tài ghê đó em xin chào hai người phụ nữ xinh đẹp <laughs> xin chào cô giáo chào chào cô mơ cô giáo, cô giáo. ủa rồi à, tại sao à, à, giày mình không mang vào mà mình cầm trên tay à sợ chạy sàn sợ chạy cái sàn phụ nữ thanh lịch nhẹ nhàng thôi mình để xuống mình mang đi à để Một xuống mang, mang à. mang giày chị ơi trời ơi bởi vì nè em nói nhà người ta sang trọng mà chị tính nhiên mang vui cầm vô lạ lùng dễ sợ nè quăng về tài len ừ. nè hai chị vui tính dễ sợ <laughs> hai vui, vui này vui tính <laughs> vui lắm vui <cười> lắm, <cười> à, xin chào hai người đẹp chào tiến sĩ <cười> <cười> phụ nữ như ánh mặt trời vắng em một khắc cả đời tối tăm trời <laughs> ơi đúng là tiến sĩ chị thấy hôn à, ra là thấy dằn chưa người ta có học có hành <laughs> phụ nữ ai cũng đẹp ai cũng vô giá hết á nhưng mà mấy ai biết được giá trị của mình mấy ai biết cách tỏa sáng vì vậy lớp học làm sang được ra đời giúp cho chị em phụ nữ của mình duyên dáng nhẹ nhàng thước tha Thanh lịch hơn, giúp cho chị em phụ nữ của mình được tỏa sáng và rạng người Nhưng không kém phần quyến rũ nha <laughs> Hay dễ sợ luôn á chị Bài học đầu tiên Bài Đội học đó. đầu tiên Bài học đầu tiên kìa chị đừng có la nữa Trong bài học đầu tiên á thì chúng ta không nên ồn ào Không nên chen lấn Đó thấy, chưa? thấy chưa Hồi nãy chị nói là em đừng có chen lấn chị Mà Chị lớn tuổi em đừng có chen lấn chị lần. Lần. chị, chị, phải em chị đã ồn ào Bài đó. học thứ đó. hai. Một người phụ nữ thanh lịch Ăn nói tao nhã Ngôn từ phải lựa chọn mà nói Mới tạo ra một cái nét quyến rũ Duyên dáng cho người phụ nữ thanh lịch Trời ừ. ơi thanh lịch quá Cô giáo nó chỉ thanh lịch <laughs> sợ vậy được. sợ, dễ sợ. Trời ơi là một cái điều bài, bài học thứ ba Bài học thứ ba cái Bài thứ ba gì vậy à là người phụ nữ thanh lịch á thì không nên cười lớn tiếng không nên cười hở miệng hở răng à. chúng ta phải cười thật là nhẹ nhàng là 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 sao tiến không sĩ hỏi, không cười mà hỏi không hở răng rồi là sao cười cười sao cười sao mình cười duyên dáng cười mỉm chi cười nhẹ cười? như vậy nè là mỗi ừ. lần là cười làm hả là vậy thôi đó hả ừ. Ừ. sao khó vậy sao sao khó vậy tiến à. sĩ có thì phải đi học Trời ơi chị thấy không đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ ừ, ờ, Mới có bước chân ờ. vô đây thôi đó Để mà học quá, quá trời, trời luôn, luôn. Học bài 3, 14, bài 5, 16, tùm lum hết á Ai đây? Nghe nói ở đây có lớp học làm sang gì đó nên là ghé xem thử Ờ um, Vô mà kiểu mà ngó lơ thì cũng phải ló ra tiền lệ phí nha em Trời ơi tiền thôi mà, có gì đâu Ừ, um, nhưng mà ở à đây, em người ta mến thì mình đến thôi chứ có gì đâu. <laughs> thì thôi uh, mình đến thôi. À, mời em ngồi. Một người phụ nữ thanh lịch khi ngồi cũng phải nhẹ nhàng, thanh tao, không ngồi mạnh bạo. Ừ đừng ờ, ngồi vậy em ơi, ta sang tay em đúng 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 đúng, đúng rồi vậy. ngồi vậy thôi đúng rồi Ngồi nhẹ nhàng nhẹ nhàng, chỗ đi học làm sao mà. À thôi, vợ ơi, anh xin phép vô trong ngồi. Dự giờ nha. Ừ. Ừ, một người phụ nữ thanh lịch á, thì mình không được đi trễ giờ. Một là đi trước giờ, hai là phải đi đúng giờ. Đúng, đúng, đúng rồi, đó, cô giáo hồi Để nãy là chị tỉnh tỉnh em luôn. Rất là đáng khen học viên này. <laughs> Với lại phụ nữ thanh lịch á, vô thì phải gõ cửa. Mà gõ cửa thì cũng phải gõ nhẹ nhàng, thánh thoát, chứ không ai rầm rầm hết. Chẳng qua là cái cửa của cô nó bị kẹt nên tôi mở không được. Phụ nữ thanh lịch á, không có trả treo với gia chủ. Mời à, ba người uống nước. Uống nước, chị, uống, uống, nước, nước uống nước uống nước đi, uống nước uống 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 đi. Nước. Trời ơi, cái gì vậy? Ờ, à, cảm ơn nha em. Ủa là sao? Ta tự rót đi cưng. Dạ, để em rót cho chị. Để chị uống cho. Ờ, cảm ơn em phụ nữ thanh lịch uống nước á mình sẽ cầm liên nước một cách nhẹ nhàng lên sau đó mình mở miệng nhỏ thôi mình sẽ ngậm từng ngụm nước nhỏ vừa đủ mới thể hiện được cái thanh lịch cái thánh thoát trong từng tế bào của một phụ nữ sang thanh cậu. lịch thiệt luôn đó em đúng ừ. không à, dạ. còn à, cô chi đây à, tôi nghĩ chắc trừ hơi bị nhiều điểm một người phụ nữ thanh lịch á khi mình uống nước mình không cầm cái ly mà mình uống cái rột cho nó hết nhìn giống kiểu giống như mấy người đầu đường xó chợ vậy đó mà chị nghĩ là cô chi đây á phèn bám hơi chặt nếu mà muốn lột rửa cái lớp phèn này thì phải theo chị bố túc hơi lâu đó nha phải em phải theo chị để bổ túc hơi nhiều bà cứ đợi nó đi Tôi mà tôi làm bà cho bà hào môn rồi, rồi thì bà tới số với tôi. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc luôn. Mà cái này á anh phải nói là quá xuất chúng luôn á. Ừ. Anh không ngờ nha. Vợ của anh nó không những đẹp mà còn thông minh nữa. Ủa. Ủa cái gì? Anh không nghĩ là trong một ngày á mà em có thể lên ý tưởng thu được 15 triệu luôn đó. Ừ. em vợ ai vậy ta? Ủa vợ ai vậy ta? thì vợ tiến sĩ đi chứ ai <laughs> em nói anh nghe nè hôm nay á em lập một cái fanpage rồi ừ. em đăng hình ảnh lớp học hôm nay với lại clip em đăng lên hết trên đó rồi á, em có thêm mọi người trong cái khu phố của mình ở trong đó rồi thế nào cũng có người đăng ký thêm nữa thôi nè, nè mà anh nói em nghe nha ừ. hồi nãy á anh ngồi đây dự giờ anh không nói câu nào được luôn anh khâm phục em đúng ừ. chủng thần thái của một cô giáo quý tộc luôn <laughs> mà trong một thời gian ngắn em có thể làm y chang trong clip luôn đó dạ 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 em mà làm diễn viên giống cô chi đó là nổi tiếng luôn đó <laughs> ủa ủa nè 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 dạ bộ có ý tưởng mới hay sao mà sung sướng quá vậy thôi em sung sướng quá em nói cho anh biết nè hôm nay ngoài dạy ra mình có được thu nhập đúng không đúng rồi hồi đó là quá sung sướng rồi còn một điều sung sướng hơn nữa là em được hành hạ con bé chi thì nè Thôi ơi em hành hạ nó em xéo sắc nó nó tức tức muốn trào máu luôn mà em nhìn cái biểu cảm nó càng tức mà em càng hả hê gì đâu trời ơi sao sung sướng sung sướng sung sướng <laughs>